Xin chào các bạn. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh rất bình thường như thác nước chảy từ trên xuống, thủy triều dâng, con người và động vật có thể đi lại trên mặt đất. Tất cả là nhờ lực hút của trái đất hay lực hấp dẫn tạo ra. Tuy nhiên, không phải nơi nào trên trái đất những điều bình thường ấy cũng tồn tại. Phải chăng ở những nơi này tồn tại một thế lực khủng khiếp nào đó khiến quy luật vật lý của Newton phải bó tay? Số 1. Mystery Spot. Được phát hiện vào năm 1939, khu vực xung quanh Mystery Spot, một ngôi nhà gỗ thuộc thành phố Santa Cruz tại California, nước Mỹ. Ban đầu được dự định để xây dựng các trại nghỉ hè. Tuy nhiên, khi các nhà khảo sát đến địa điểm này, họ nhận thấy các thiết bị của mình hoạt động bất ổn định. Còn những người đứng ở vị trí này cho rằng, dường như có một lực bí ẩn nào đó đang cố gắng làm cho họ bị mất thăng bằng và khiến họ cảm thấy choáng váng. Chủ nhân của khu đất cuối cùng cũng phải từ bỏ kế hoạch phát triển khu đất thành nơi nghỉ dưỡng. Nhưng thay vào đó, họ xây dựng Mystery Spot thành một điểm du lịch hút khách và bắt đầu mở cửa từ năm 1941. Điểm du lịch này chỉ bao gồm một ngôi nhà thô sơ với diện tích 14m² nằm ở bên sườn đồi. Khi đến thăm địa điểm này, khách tham quan sẽ được chứng kiến những hình ảnh mà họ không thể tin nổi, khi mà các quy luật về trọng lực dường như không còn tác dụng. Những quả bóng lăn ngược lên dốc, sợi chỉ treo gần như song song với sàn nhà, con người có thể đứng nghiêng về phía trước 45 độ mà không bị ngã. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy mất phương hướng, mất thăng bằng khi đứng giữa bốn bức tường của căn nhà. Trong những năm qua, nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm giải thích sự kỳ lạ diễn ra ở Mystery Spot. Một trong những lời giải thích kỳ lạ nhất liên quan đến đĩa bay, khi nhiều người tin rằng một hệ thống bãi đáp dành cho đĩa bay của người ngoài hành tinh được chôn dưới lòng đất và chính người ngoài hành tinh đã bóp méo sự tác động của lực hấp dẫn ở vùng này. Giả thuyết này thậm chí còn được công nhận trên trang web chính thức của Mystery Spot. Trong khi đó, nhiều người khác lại tin rằng căn nhà đang nằm trong vùng điện từ mạnh hoặc lực địa chất khác thường mà khoa học không thể nhận biết. Số 2. Đập Hoover ở Nevada, Mỹ. Đập Hoover, trước kia được gọi là đập Boulder, được xây dựng trong những năm 1931 đến năm 1936. Hoover là một đập vòm bê tông trọng lực trong Black Canyon của sông Colorado trên biên giới giữa các tiểu bang Arizona và Nevada, Mỹ. Hiện nay, nơi đây được biết tới như một trong những điểm du lịch hút khách tham quan. Theo báo cáo của Cục Quản lý Công viên Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 10 triệu du khách tới đập thủy điện Hoover mỗi năm. Hoover còn nổi tiếng là nơi không tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn. Khi leo lên con đập cao 224m này, bạn có thể thực hiện một thí nghiệm đơn giản, đó là cố gắng lấy một ít nước ra khỏi chai nước. Chất lỏng sẽ không chảy xuống như bình thường, mà nó sẽ bay lên cao. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn cố ném một vật nhẹ, thì nó cũng sẽ bay lơ lửng lên trên. Một số chuyên gia lý giải hiện tượng này là do kích thước khổng lồ của đập đã tạo nên những luồng gió cực mạnh theo hướng đi lên. Bởi vậy, nước từ trên cao đổ xuống, thay vì chảy xuống chân đập lại được thổi bay ngược lên không trung. Số 3. Đồi Nam Châm Magnetic tại Leh Ladakh, Ấn Độ. Nằm trên xa lộ, cách thành phố Leh Ladakh khoảng 29 km, ở độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển. Đồi Magnetic nổi tiếng là nơi có từ tính mạnh. Không chỉ ảnh hưởng tới các phương tiện đường bộ, mà từ tính ở đây còn gây ảnh hưởng tới cả máy bay và trực thăng, khiến chúng bị rung lắc dữ dội. Theo người dân nơi đây, để không bị ảnh hưởng bởi từ tính của ngọn đồi, máy bay buộc phải tăng tốc khi đi qua khu vực này. Với phi công Ấn Độ, họ sẽ cố gắng điều khiển máy bay tránh càng xa ngọn đồi càng tốt để không bị ảnh hưởng. Đồi Magnetic cũng là địa điểm thú vị hấp dẫn du khách. Chính quyền địa phương đã đưa ra một bảng dán thông báo để giúp du khách nhận ra đồi này, cũng nhằm khuyến cáo khách làm thế nào để trải nghiệm điều kỳ lạ ở đây. Trên bảng thông báo có ghi rằng, bạn nên đặt chiếc xe của mình tại một vị trí nhất định trên đường trong khi động cơ tắt. Sau đó, bạn có thể nhận thấy chiếc xe di chuyển lên đồi với tốc độ khoảng 20 km/h. Tại một số địa điểm khác trên thế giới, hiện tượng quái lạ này cũng xảy ra, ví dụ như ở Moncton và Burlington tại Canada, Aston Clinton và Esai tại Anh, Braga tại Bồ Đào Nha hay Los Banos tại Philippines. Số 4. Thác nước đảo ngược tại Anh. Thác nước này nằm cách Hayfield nước Anh không xa và có dòng nước chảy thẳng lên trời, khiến nó trông giống như một đài phun nước. Bí mật của thác nước chính là sức gió. Gió từ phía dưới mạnh đến nỗi đẩy ngược dòng nước chảy xuống lên cao.
Thế nhưng, nguồn gió mạnh này bắt nguồn từ đâu thì người ta vẫn chưa lý giải được. Số 5. Tảng đá vàng tại Myanmar. Hòn đá này được phủ vàng và khiến người ta cảm thấy nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trên thực tế, nó đã tồn tại suốt 2.000 năm ở độ cao 14m cùng với một ngôi chùa trên đỉnh. Theo truyền thuyết, bên trong tảng đá này có tóc của Đức Phật nên nó được bảo hộ và không bao giờ rơi xuống. Người ta nói rằng chỉ có phụ nữ mới có thể di chuyển tảng đá, nên phụ nữ tới đây không được phép chạm vào tảng đá thiêng này. Số 6. Rừng thông uốn cong ở Ba Lan. Nằm ngay gần thị trấn Gryfino phía tây Ba Lan, khu rừng thông uốn cong hay còn được người dân địa phương biết đến với cái tên Sivilas, giống hệt như một khung cảnh ma mị trong những câu chuyện thần tiên. Sivilas có khoảng 400 cây thông với cách mọc khá kỳ lạ. Thân của chúng vừa trồi ra khỏi mặt đất, liền bị uốn cong thành hình chữ C rồi mới tiếp tục vươn thẳng lên trời. Có những cây đoạn uốn cong chỉ khoảng 1m ngang, nhưng cũng có cây độ cong này kéo dài đến gần 3m. Mặc cho hình dáng đặc biệt của mình, rừng thông Sivilas vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ, trung bình mỗi cây có chiều cao lên đến 15m. Điều khiến nhiều người thắc mắc, không hiểu nổi chính là bao quanh khu vực này là những cây thông mọc thẳng thớm, không có bất cứ dấu hiệu cong vẹo nào. Người ta ước tính những cây thông này được trồng vào những năm 1930 và khi chúng khoảng 7 đến 10 năm tuổi mới bắt đầu xuất hiện tình trạng bị uốn cong này. Có vẻ như tại nơi này, trọng lực đã không giống như những khu vực bình thường khác. Điều gì đã tác động lên 400 cây thông của Sivilas? Là do thời tiết, chiến tranh hay một bí ẩn nào đó? Những năm qua, rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra xoay quanh bí ẩn về sự hình thành của từng gốc thông uốn cong, nhưng cho đến nay hiện vẫn chưa có một giả thuyết nào được xác minh là chính xác. Một trong những giả thuyết được đặt ra là những cây thông đã chịu tác động của trọng lực đặc biệt tại khu vực này và chúng bị kéo cong về phía bắc thay vì mọc thẳng lên. Một giả thuyết khác cho rằng cây thông ở Sivilas bị tuyết dày đè xuống trong giai đoạn cây đâm chồi nên mới gây ra tình trạng cong vẹo. Tuy nhiên, giả thuyết này lại không giải thích được vì sao những cây khác trong cùng khu vực lại không bị ảnh hưởng gì. Khi đế chiến thứ hai nổ ra, Đức xâm chiếm Ba Lan vào năm 1939 và thị trấn Gryfino đã bị phá hủy. Mãi đến năm 1970, thị trấn Gryfino mới được tái lập sau khi một nhà máy điện mới được xây dựng trong khu vực. Vì trải qua rất nhiều năm bỏ hoang nên sau này những người dân mới đến Gryfino cũng không ai rõ vì sao rừng Sivilas lại có hình dáng như hiện giờ. Tuy rằng cho đến nay không một ai giải mã được bí mật của khu rừng này, nhưng sự xuất hiện của chúng cũng mang đến cho đất nước Ba Lan một khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo, thú vị với những câu chuyện huyền bí, kích thích trí tò mò của du khách. Số 7. Khu vực Vịnh Hudson. Khu vực Vịnh Hudson tại Canada là một trong những nơi trọng lực thấp hơn rất nhiều so với nhiều khu vực bình thường khác trên trái đất. Hiện tượng này đầu tiên được phát hiện trong những năm 1960 khi bản đồ trường lực hấp dẫn của trái đất được lập. Điều này giải thích tại sao khi vệ tinh dẫn đường bay trên khu vực Vịnh Hudson, trọng lực yếu làm vệ tinh này di chuyển xa hơn so với trái đất và các vệ tinh đồng hành cùng nó. Trong hơn 40 năm qua, các nhà khoa học đã không ngừng nỗ lực để tìm ra bí mật tại Vịnh Hudson và cho tới nay tồn tại hai lý thuyết giải thích cho sự bất thường này. Lý thuyết đầu tiên dựa trên một quá trình được gọi là đối lưu xảy ra trong lớp vỏ của trái đất. Lớp phủ là một lớp đá magma nóng chảy và tồn tại ở độ sâu từ 100 đến 200 km bên dưới bề mặt của trái đất. Magma rất nóng và di chuyển liên tục, trồi lên rồi sụt xuống tạo ra dòng đối lưu. Đối lưu kéo các mảng lục địa của trái đất xuống, làm giảm khối lượng ở khu vực đó và làm giảm trọng lực. Bên cạnh đó, có một lý thuyết mới hơn giải thích cho hiện tượng mất tích ở khu vực Vịnh Hudson liên quan đến dải băng Norepti dày gần 3,2 km, bao phủ phần lớn diện tích ngày nay của Canada và phía bắc nước Mỹ. Trong khoảng thời gian 10.000 năm, lớp băng Norepti tan chảy hết và để lại một vết lõm sâu trong lòng trái đất. Trong khi đó, khu vực xung quanh Vịnh Hudson có khối lượng thấp hơn các khu vực khác bởi vì lớp đất đá bên dưới đã bị đẩy sang hai bên dải băng. Khối lượng ít hơn đồng nghĩa với lực hấp dẫn nhỏ hơn nên đã tạo ra hiện tượng trên. Số 8. Thác nước chảy ngược ở quần đảo Faroe. Faroe là quần đảo nằm trong vùng biển Na Uy phía bắc Đại Tây Dương, ở giữa Iceland, Na Uy và Scotland. Để tới đây, du khách chỉ mất khoảng 1,5 giờ đi bằng máy bay. Faroe không chỉ được biết tới là nơi có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ mà còn nổi tiếng với thác nước chảy ngược. Theo nhà khoa học, nguyên nhân nước bị hất tung lên trời là do sức mạnh của những cơn gió rất mạnh bên dưới.
Quả là những địa danh kỳ lạ và thú vị phải không? Bạn muốn tới thăm nơi nào nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau!